Dạ, trong đó tỉnh lỵ lớn nhất chính là thành phố Thủ Dầu Một ạ. Ngoài ra nó còn hai thành phố nữa ạ. Đó chính là thành phố Thuận An mà chúng ta mới vừa qua, và một thành phố nữa đó chính là thành phố Dĩ An ạ, nơi có khu công nghiệp Sóng Thần ạ. Dạ vân vân. Rồi ngoài ra nó còn hai thị xã nữa thưa với cả nhà, đó chính là thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên. Và bốn cái huyện còn lại đó chính là huyện Bầu Bàng, huyện Phú Giáo, huyện Bắc Tân Uyên, và một cái huyện nữa đó chính là nơi mà nổi tiếng với một cái hồ nước rất lớn, chính là hồ Dầu Tiếng à. Đó chính là huyện Dầu Tiếng. Cho tổng cộng là 9 đơn vị hành chánh à. Dạ. Dạ rồi. À dạ, cũng có nhiều cô chú anh chị đi với danh nói rằng ủa con ở đây còn thành phố mới nữa thì phải là 10 đơn vị hành chánh chứ ạ. À? Dạ đúng không ạ? À? Dạ con thưa với cả nhà, thành phố mới chỉ là một cái tên gọi của một cái khu đô thị hơn 1.000 hecta thôi. Thành phố mới hiện nay là vẫn là những cái phường trực thuộc thành phố Thủ Dầu Một thôi à, chứ không phải là một đơn vị hành chánh riêng biệt. Vậy đó, Bình Dương vẫn là ba thành phố, hai thị xã và bốn huyện, diện tích khoảng hơn 2.600 mấy chục cây số vuông à. Và đây là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ à. Dạ Đông Nam Bộ mình hiện nay là bao nhiêu tỉnh thành à? Dạ con thưa với cả nhà, Đông Nam Bộ chúng ta hiện nay là 6 tỉnh thành, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trực thuộc trung ương là lớn nhất. Ngoài ra nó có những cái tỉnh thành nữa, ví dụ như là Bình Dương là 2, ai nữa ạ? Đồng Nai là 3, Bà Rịa Vũng Tàu là 4, Bình Phước là 5. Dạ một bạn kế bên Bình Phước cũng có biên giới luôn, đó chính là Tây Ninh. Dạ là 6. Do đó thì có hai tỉnh sẽ có biên giới đường bộ với Campuchia, đó chính là Tây Ninh và Bình Phước ạ. Dạ đó là 6 tỉnh. Dạ rồi, chúng ta mới đi ngang qua ngã tư thì gọi là ngã tư Chợ Đình á. Rồi mình chỉ cần rẽ tay trái khoảng 3 cây số đó thôi, chúng ta sẽ đến với trung tâm ngã 6. À, ngã 6 Thủ Dầu Một, nơi có chùa Bà Bình Dương ạ, nổi tiếng ở xứ Thủ này, xứ Bình Dương nè. Kế bên chùa Bà Bình Dương đó chính là nhà giáo phận Phú Cường, nhà thờ Phú Cường, một nhà thờ rất là lớn, rất đẹp ạ. Dạ. Rồi đến đây thì cũng không thể không nhắc đến, đó là một ngôi chùa. Ngôi chùa này có một bức tượng Phật rất nổi tiếng à. Bức tượng Phật được xem là kỷ lục châu Á, dài 52 mét lận à. Và đây là trên mái chùa. Dạ, nếu mà cả nhà mình có xem bộ phim Tây Du Ký sẽ thấy quay trong chùa này thưa với cả đoàn mình. Qua xem Tây Du Ký không ạ? À? Dạ, nhưng thưa cả nhà, đây là Tây Du Ký Việt Nam chứ không phải Tây Du Ký của đạo diễn Dương Khiết. Dạ, Tây Du Ký này là do diễn viên Thanh Sang đóng trên 90% giống như lại Tôn Ngộ Không à. Và diễn viên Thanh Sang cũng đã có lên truyền hình game show, đó là Người Bí Ẩn, cái đây mấy năm về trước. Dạ, rất là hay. Và có cảnh đi lấy kinh á, là đi lên lên tượng Phật để lấy kinh đó à. Để đi lấy trúc á, thì cũng thấy thú vị. Dạ rồi, còn hướng này là bên tay trái nhà mình, đây chính là công viên, ngày trước gọi là công viên Thanh Lễ à, hoặc hiện nay đã trả về cho Bình Dương rồi, trả về cho cộng đồng rồi, và đã đổi tên thành công viên Thủ Dầu Một, và sẽ không bán vé nữa, và hiện nay cũng đang chưa hoàn thành hết, người ta chắc cũng đang phải nâng cấp thêm để mở cửa tự do. Anh lên cái ngã năm ở trên người phải nha. Thước à, cho cô chú nào mà nãy cần thuốc uống thuốc à. Đúng rồi, đúng rồi. Tuyệt nhiên. Ở đây nếu như mình rẽ trái hướng này là nhìn vào nông sóc đó. Dạ, một cái thôn sóc của người đồng bào Tiên à, trên cái mảnh đất Bình Phước này à. Dạ thì những năm 65-66 á, thì ở đây giặc thì cũng đến đây, và người dân mới quyết định sao ạ, quyết định là giả gạo nuôi quân và dạ, nuôi cách mạng đây ạ. Thì thường thì công việc giả gạo là dành cho giới nữ, nhưng mà cái thời điểm đó cuộc sống vô vàn khó khăn, và họ vẫn quyết là bốn tỉnh trong hành trình của mình thôi, thì chính là tỉnh Đắk Nông ạ. Dạ thì thưa với cả nhà, hồi nãy anh mới chia sẻ là từ ngã tư Đồng Xoài ha, thì mình sẽ phải là như mình đến vùng đất này chúng ta đang đi ở đây. Nếu mà tới ngã tư Đồng Xoài thì mình đi thẳng nữa là như mình sẽ đến được với huyện, tới thị xã huyện Phú Riềng, thị xã Phước Long và những cái huyện khác, ví dụ như là huyện Bù Đớp và huyện Bù Gia Mập ạ.
Rồi, còn tới ngã tư Đồng Xoài, nếu mình rẽ trái là chúng ta sẽ đến được với thị xã Trân Thành, huyện Hớn Quản, vân vân đó ạ. À, dạ. Thì đối với vùng đất Bình Phước này á, nó cũng có những cái tên địa danh ha. Cái địa danh nào mà Danh tìm hiểu được, Danh sẽ chia sẻ với cả nhà. Có những địa danh thực sự là không có giấy tờ được kiếm được hết, mặc dù Danh kiếm rất nhiều rồi. Ví dụ như là địa danh Trân Thành thôi với cả nhà. Thì người ta nói rằng ngày xưa vùng đất này thì được nhiều người dân đến đây và hỗ trợ chúa Nguyễn trong công cuộc khôi phục Giang Sơn của nhà của triều đình phong kiến nhà Nguyễn á. Và do đó khi mà chúa Nguyễn lên ngôi vua mới đặt cho vùng đất này là Trân Thành, có nghĩa là những người họ sống trân thành, chân thành với nhau. Và nhưng mà thưa với cả nhà mình, những nhà nghiên cứu học lịch sử người ta nói chắc không phải đâu, vì chúa Nguyễn không có đến vùng đất này à. Và chân thành đây có nghĩa là những người quê ở miền Trung đến đây và họ sống chân thành, chân ái, giúp đỡ nhiều người dân ở đây, nên đặt tên vùng đất này là Trân Thành cho tới ngày hôm nay à. Hoặc là vùng đất huyện Hớn Quản à, có nghĩa là ở đây có một người đàn ông tên là Hớn. Ông đến đây, ông lập nghiệp và ông giúp đỡ cho rất nhiều bà con vùng đất này. Và ông người Quản, nên người sau này người ta đặt tên vùng đất này là Hớn Quản à. Rồi còn Bù Đớp có nghĩa là Bù, có nghĩa là cái khu vực buôn làng á, của người đồng bào. Đớp nghĩa là một cái con khỉ lớn ở đây. Khi mà họ đến đây họ lập làng, họ thấy như vậy họ đặt tên là Bù Đớp à. Dạ. Còn cái tên Bình Phước, người ta nói rằng có thể là ghép từ hai cái tỉnh ngày xưa, đó là Phước Long và Bình Long. Dạ. Dạ, mà ghép lại họ đặt tên là Bình Phước à. Dạ. Và Bình Phước là được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1997, được tách ra từ tỉnh Sông Bé cũ, thành ra Bình Dương và Bình Phước à. Thì ở đây tổng cộng là một thành phố nữa cả nhà, đó chính là thành phố Đồng Xoài. Và người ta nói rằng ngày trước ở đây có một cái đồn lính ở trong khu vực nhiều cây xoài, Đồn Xoài, và sau này đọc cải thành Đồng Xoài. Rồi ngoài ra thì có hai thị xã nữa à. Đấy, xin lỗi, bây giờ là ba thị xã, đó là thị xã Phước Long, Bình Long và Trân Thành. Còn những cái huyện nữa là Lộc Ninh, Bù Đăng, Hớn Quản, Phú Riềng, Bù Gia Mập, dạ, Đồng Xoài, Đồng Phú, vân vân. Dạ, đó là của tỉnh Bình Phước này. Thì ở Bình Phước này cũng có vài điểm du lịch, nhưng mà để thu hút khách thì đó là một cái chuyện dài tập nữa à. Ở đây có một cái ngọn núi rất là linh thiêng của người đồng bào Stiên à. Dạ, ngọn núi này đó chính là núi Bà Rá. Núi Bà Rá, dạ, cao cũng có 800 mét à, rất là cao à. Nhưng mà hiện nay cũng ít khách du lịch tham quan vì phải đầu tư hệ thống cáp treo cho nó hoàn chỉnh kìa, người ta mới lên nhiều. Nhưng mà ở đây hàng năm hay diễn ra đó chính là ngày Việt Giả chạy bộ chinh phục núi, là hàng năm sẽ có diễn ra. Dạ. À, hoặc là ở Bù Đăng này có những cái điểm tham quan nhưng mà xe mình không tham quan được, chỉ có đi phượt với giới trẻ hoặc đi xe gắn máy thôi, đó chính là trảng cỏ Bù Lộc. Dạ, một cái trảng cỏ rất là đẹp. Hoặc là nhà mình ngược về, mình đi tham quan căn cứ Tà Thiết à, rừng chính phủ ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Dạ. Thế thì ngoài núi Bà Rá đây, ở cái miền không phải là Bình Phước, nhưng mà sẽ có một cái ngọn núi ở miền Đông mình được xem là nóc nhà của Đông Nam Bộ và kể cả miền Nam luôn, là núi gì ạ? Gọi là nóc nhà Nam Bộ à. Núi cao nhất ở miền Nam. Dạ đúng rồi, núi Bà Đen là núi cao nhất ở miền Nam à. Miền Nam sẽ bao gồm miền Đông cộng với miền Tây à. Dạ, miền Đông mình là 6 tỉnh à, như Danh chia sẻ hồi sáng rồi. Và miền Tây của chúng ta hiện nay có tổng cộng là 13 tỉnh thành. Do đó miền Nam nói chung sẽ bao gồm miền Đông cộng miền Tây, có nghĩa là 19 tỉnh thành nè. Dạ, thì thành phố lớn nhất của miền Tây chính là Cần Thơ, là có nghĩa là xứ Tây Đô ngày xưa, và vùng đất đó hiện nay là thành phố trực thuộc Trung ương. Có nghĩa là đất nước Việt Nam mình, chữ S của chúng ta có tổng cộng 5 thành phố trực thuộc Trung ương nha. Miền Bắc là trái tim thủ đô Hà Nội, Đông Bắc là thành phố cảng, thành phố Hoa Phường Đỏ, Hải Phòng. Xuôi về khúc ruột miền Trung, đó là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, thành phố Đà Nẵng. Rồi về miền Đông có nghĩa là thành phố Hồ Chí Minh, và miền Tây là thành phố Cần Thơ. Tính tới điểm hiện tại là 5 thành phố trực thuộc Trung ương à. Dạ.